Người trí là người luôn biết lắng nghe và học hỏi cho dù đó là ai. Và nếu như không hiểu, học mà không hiểu cần phải hỏi. Học luôn đi chung với chữ hỏi. Thì mới ra chữ hiểu, thì mới tới chữ hành. Các vị hãy nhớ bốn chữ h này nè. Bốn chữ h này cần phải có trong từ điển của chúng ta người con Phật. Học luôn luôn học 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 chứ không phải luôn luôn nói nói hồi nói sai trơn nói hồi nó ra rác hết là chết mình à nói hồi là là có chuyện liền cho nên học có nghĩa là phải lắng nghe thì mới có thể học được còn mình đến đâu mình cứ muốn nói và nói và nói thì chắc chắn chúng ta không bao giờ học được hết cho nên học mà không hiểu chưa hiểu thì phải hỏi hỏi có nghĩa là mình chỉ khởi lên một câu hỏi thôi rồi mình cũng phải giúp cái miệng của mình để mình dùng lỗ tai mình lắng nghe thứ ba hiểu khi hiểu rồi đó thì mới tới chữ hành bốn chữ h này các vị giúp vân nhớ và lưu dùm vân bốn chữ h này và trước khi quán xét À, phán xét trước khi phán xét cần phải quán xét và trước khi phán xét ai đó thì chúng ta à, cần phải hiểu thấu cái vấn đề đừng có tuôn miệng tuôn lời coi chừng hài thân và nếu như mình buôn lời lúc sân hận thì hậu quả sẽ khó lường và tất cả hậu quả là đổ về mình hết. Mình nhận lấy hết tất cả các quả. Hậu quả thê thảm từ một cái sân của mình. Một lời nói không suy nghĩ. Tại sao Vân muốn các vị tập cười nhiều vậy? Trong tất cả tình huống nếu chúng ta dùng nụ cười để chúng ta đối diện thì nó sẽ ôn hòa, nó hòa nhã được rất là dễ dàng